Chào mừng các bạn đến với T-Gaming Roblox. Bạn đang sở hữu ác cùi, bạn đang không có Robux, muốn có Robux siêu rẻ và miễn phí? Đừng lo, hãy tìm tới T-Gaming Roblox, nơi các bạn sẽ có ác mắc level, có Kitsune, Mochi V2, Leopard và có rất là nhiều trái ác quỷ khác. Hơn những thế còn có cả những cái võ tư cuối bác cho đến siêu mạnh các bạn nha. Đấy, còn nữa đó là chúng ta sẽ có những vũ khí song kiếm, tam kiếm, hay là sao guitar, hay là Zoru, vân vân và mây. Tất cả những dịch vụ liên quan đến Blackfloyd hay là Roblox, hãy tìm tới T-Gaming Roblox. Các bạn hãy tới phần bình luận của video để biết thêm chi tiết nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video thôi nào. Hello mọi người, lại là mình đây, là lúc này thì ngày mai chúng ta lại quay trở lại Roblox. Đó thì hiện tại mình đã có mặt ở trên tựa game rất là mới. Tựa game này có tên đó là Muscle Throw. Đây khá là ngàn năm mình có mặt ở đây để trở thành một lực sĩ khỏe mạnh nhất để ném mọi thứ ở trong Roblox các bạn ơi. Hãy nói chung là ngày hôm nay là Robux có hay không quan trọng. Hãy miễn là bạn thích là được bấm like là được. Đừng quên rằng là comment những cái thử thách, những yêu cầu để đền phía dưới nha. Chắc chắn là mình sẽ thực hiện nó. À đây, để mình cho bạn xem tên game. Đây đây, cho bạn xem đấy. Muscle Throw. Cứ vào tìm là đúng là như thế. Không thì nhiều bạn mãi không biết để link game gì cả. Đây, còn bây giờ đây rồi, để mình sẽ bắt đầu. Đấy, trước tiên vừa vào đây anh Nút sẽ phải tập luyện bạn ơi. Tập luyện bằng cách là chúng ta sẽ đi nhặt những cái đấy. Chúng ta tập luyện đơn giản thôi, là chạy bộ bạn ơi. Chạy bộ đi nhặt những cái đây này. Úi giời, không làm mà đòi có ăn. Không tập luyện mà đòi giảm cân, tăng cơ bắp thì chỉ có đi chơi game ở trong Roblox thôi. Đấy, chúng ta sẽ đi nhặt những cái này để tăng sức mạnh thêm bạn nha. Đấy, và sau đó chúng ta sẽ ném này. Đây, đây, đây các bạn thấy không, mình sẽ ném này. Úi giời, nhìn đây. Úi giời. Cái vật phẩm đầu tiên là mình sẽ được ném là cái bút các bạn ạ. Bút chì, ok, pencil, ok, đấy, bút chì đây. Úi xoài ơi. Rồi, được 300 tiền. Tiền thì để là MP, bạn MP lại tăng sức mạnh đấy, kiểu thế. Game này thì nói chung là dạng game simulator. Đấy, kiểu thế thì đấy, mình ở đây có thể làm nhiệm vụ này. Úi xoài, hình cơ bắp chưa. Đấy, như nhiệm vụ thì ok bạn, nhiệm vụ chắc là còn mướt mùa hoa huệ ấy bạn ơi. Đấy, úi xoài, để anh Nụ sẽ đi có cái nào cho chạy nhanh hơn không. Đấy, như 500 à, 500 đó nào. 500, ui, 299 Robux rồi, đắt thế. Rồi, ok bạn ơi, đấy, 600 sức mạnh rồi. Mình sẽ ném này, đấy, cứ ném thôi bạn ơi. Tầm này được bao nhiêu mét đây. Cái Statu DS là cái này khoảng cách mình chưa hiểu là cái tính khoảng cách của nước ngoài như nào. Ok, nhưng mà thôi kệ đây. Đấy, chúng ta được 600 tiền. Ui, thiếu một tí rồi, bạn ơi, ném thêm phát nữa. Đấy, game này rất đơn giản đó bạn. Chỉ ăn và ném, ăn và ném. Đấy, à không, cái này đi nhặt. Nhặt gọi là cái cục tạ và ném rồi. Đấy, ok bạn ơi, xoài. Đơn giản các bạn ơi. Ở từ từ nha, để mình thử xem nào, để nâng cấp lên cái vật phẩm khác mình ném vào. À đây rồi, nhà vệ sinh. Oh my god, cầm nhà vệ sinh đi ném luôn. Ui, bút chì vàng là chúng ta cần đến ấy cơ à. Ok. Rồi, cái này có tăng cả trọng lượng đấy các bạn ạ. Đấy, nói chung là chắc chắn rồi, khi chúng ta nâng cấp vật phẩm lên cao là trọng lượng nó càng nặng. Úi giời, quả bóng vàng thế, bóng vàng. Bóng xà beng. Ui, 2000 sức mạnh. Oh my god. 2000 sức mạnh đấy các bạn ạ. Ui, bên đâu. Ui, mỗi lần nhặt này. Úi giời ơi. Đấy, anh Nút được 2000 sức mạnh rồi. Đấy, về anh Nút sẽ gọi là ném nha các bạn nhé. Xoài, bóng xà beng. Đây, ném nào. Ném bồn cầu, nhà vệ sinh. Ui, Skibidi Toilet. Ồ, ném Skibidi Toilet à. Được đấy. Này, xoài, các bạn thấy không. 360 Statut DS. Ok, 900 tiền, gấp đôi vừa nãy. Gấp đôi vừa nãy bạn ạ. Rồi, ok, lại mà pet. Nói chung là cái game này chúng ta phải có pet các bạn ơi. Có pet và chăm chỉ. Đấy, cần cù thì bù siêng năng, có làm thì mới có bóng bóng xanh. Ok, rồi xem nào, bóng xanh tăng thêm 500. Thôi được rồi, 500 thì 500 bạn ơi. Đấy. Cái vật phẩm tiếp theo là chúng ta cần đến chai nước à, 50.000 à, 50.000 gì đây không biết á. Ok bạn ơi, 50.000 sức mạnh, 50.000 tiền thì chưa biết. Ok, thôi được rồi, không sao. À, 50.000 à. Ui, cái này là cái gì, phát triển là cái gì đây? Ồ, tiền hóa pet à. Ok bạn ơi. Đấy, còn đây, ui, 8 triệu sức mạnh. Ui, ôi, có tiền ghê, có tiền làm phiền các bạn ơi. Uầy, thôi được rồi, anh Nút sẽ quyết định là mua cái khu VIP đi nhờ. Cái khu VIP một mình một khu đi, không phải tranh chấp ở địa bàn với ai cả. Như cho vào đây đi, anh khẩn trương lên. Đấy, vào khu VIP này là chúng ta không có điều gì đặc biệt lắm nhờ. Ôi, chết dở rồi bạn ơi, không có điều gì đặc biệt luôn. Tôi thấy cái khu VIP này nó bình thường mà. Chết rồi, cái khu VIP nó phế thật sự bạn ơi. Chết rồi, VIP à, cung cấp đặc quyền à, có khu vực tăng cường, thậm chí còn mạnh hơn. Chả thấy mạnh tí nào. Chả thấy mạnh tí nào bạn ơi. Tôi rồi, chết tôi rồi. Game lại game, nghe chừng game này bìm bìm rồi bạn ơi, con bìm bìm rồi. Rồi ném này. Ui giời. Ô, mình phải đứng sát vào. Mình phải đứng sát vào cái vạch các bạn ơi, chứ không là đấy các bạn thấy không. Đấy, đúng rồi. Rồi anh Nút sẽ phải đứng sát vào cái vạch hơn. Đây 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 đây. Thế thì đây. À, như thế thì chúng ta đứng ở đây. Đấy, ném này chắc chắn là phải được hơn chứ nha.
được không, được không, được không? Ôi, đấy, 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 600 ngay, được hơn một tí bạn ơi, 600 mét. Ok, anh cứ gọi đấy là mét đi. Rồi, ok, uầy, con bet tiếp theo cần 200 nghìn là đắt thế. Thế nó 200 nghìn luôn ạ, à, sợ thật. Nào, mở đi, nhanh khẩn trương lên. Rồi, bóng bóng xanh, bóng xe beng xanh. Ok, bóng xà bang, bán xà bông. Đâu, bán xà bông, lại là bóng xà bang. Thế bet ở đây miết rồi, toàn bóng bóng à. Uầy, bóng bóng xanh xanh, ok. Toàn bóng xanh rồi nhưng mà xanh khác. Ok, nào. Nó đã trang bị vô bạn ơi. Rồi, cái này trang bị được có mỗi mấy con pet rồi. Rồi được rồi, đâu xem là có cái gì mua không nhá. Đấy, nó xem có cái gì mua, mua nốt đi mà. Nước cao cấp x2 tiền à. X2 tiền phải mua. À, như game này chỉ đập phá Robux thôi. Thế đâm ra là anh cũng sẽ quyết định là đập phá Robux này. Ok bạn, nam châm mua luôn đi, mua luôn đi. Tiền nhiều để làm gì, có vài ca Robux đập phá mét tele nhà đấy. À, nếu dạo này các bạn không vào ủng hộ shop súng thì nó đâm ra nó vẫn đập phá bạn, vẫn đập phá. À, nhanh khẩn trương giải lao giải lúng đi. Úi dồi ôi, tôi có nằm chân một cái. Ơ, đi đâu hết rồi. À, à, trò chơi sẽ bắt đầu. Ok, sớm cái này refresh bảo sao ạ. À, à, có gì không, x2 strength. Ờ, hết rồi đấy bạn. Ờ, à, hết rồi đấy, tính ra là mỗi x2 strength nó là hết rồi đấy. À, nhanh khẩn trương lên, hút cái này. Ủa, ném ngược được luôn này. À, thôi được rồi. Cái nhà không có gì đặc biệt luôn bạn. Game này không có gì đặc biệt luôn. Game này dễ bịp lắm này. Rồi, hãy núp xe ra đây, lượm. Ui dồi, cái nâm châm. Ôi dồi, cái nâm châm, chết rồi. Đâu xem nào, à đây, phải kích hoạt. Sorry, chủ game, ok bạn. Ui dồi, ôi phấn khởi. Tôi tưởng cái nâm châm này còn phải đi nhặt nữa. Thì tôi chửi điên lên đi chứ. Láo nháo, mày núp là chửi nhấc người lên ngay. Này, thấy chưa, thấy gì chưa, nâm châm đứng đây hút thôi 10.000 sức mạnh rồi. Và mày ném một phát ra đi hàng tỷ cây số này. Sờ kibidi toilet này. Bao nhiêu đây, 1.000 cây số. Ui, 1.000 mét, ok. Đấy, chắc cái này là đơn vị mét, x5 tiền. Úi dồi, ui, được có 5.000 tiền. Chấp nhận được, ít quá. Ít quá các bạn ơi, cái này cày bao giờ. Cày bao giờ anh em ơi. Đấy, 50.000 ạ, à, cuốn sách này mà như, ủa mua nè, phải mua bút chì vàng x4 thì nó phải mua. Không chắc chắn là không mua bạn ơi. Ôi nhà vệ sinh này sao tự nhiên lại ấy nhỉ. À, nhà vệ sinh nó nặng bạn ơi, tận 10 bạn ơi, bảo sao ném không được. Uầy, anh núp thử đây nhá, thử trang bị cái bút này nhá. Anh núp thử ném nó xa đi, xa được bao nhiêu bạn nhá. Ném này. Oh my god, mười mấy nghìn mét luôn. Uầy, 20-30.000 mét. Ồ, x1 sao nào. Ui đấy, được nhiều tiền hơn, được nhiều tiền hơn. À, bài toán kinh tế được đặt ra là chúng ta không nên sử dụng Skibi Toilet, nó rất là nặng. Nó rất là nặng. À, nếu nó chỉ đẹp thôi. Rồi, uầy, làm lên ngay con pet bạn ơi. Nhanh khẩn trương, làm ngay con pet. Nhanh lên, khẩn trương lên. Từ nhà anh cũng sẽ mua đến x2 strength. Đấy, x2 strength đẹp đẽ ngay. Đẹp đẽ ngay. Úi giời, sắp sức mạnh gấp đôi ngay. Giờ ném gấp đôi được. Nào, lần này mà không được gấp đôi gọi là đồ xa là thôi đấy. 60.000 nào. Mà sao nhỉ, là nhặt được sức mạnh gấp đôi hay là gấp đôi sức mạnh hiện tại nhỉ, chưa hiểu lắm. Ừ, chắc là nhặt được sức mạnh gấp đôi bạn ơi. Ừ, chắc là nhặt được sức mạnh gấp đôi, không phải sự gấp đôi sức mạnh hiện tại đâu. Thế thì lại lợi quá đúng không, lời quá. Này, cái này tái sinh là chúng ta cần 50 triệu tiền. Ôi trời ơi, 50 triệu tiền để qua cửa mới. Thôi được rồi, anh nó phá đảo chỗ đoạn này là được rồi. Thế qua cửa mới hơi lâu nhé, hơi lâu. Nào, chúng ta sẽ có gì đây. Uầy, đến nick luôn này. Oh my, con đến nick luôn à. Ôi giời, nhanh dữ rồi. Này, như là rồi, nó sẽ mở pet 200.000. Ngoài kim tự tháp. Ok, cái đấy giống kim tự tháp và giống cái bánh bò. Này, 10.000 sức mạnh rồi. Oh my god. Đâu, anh nó sẽ vượt đích luôn bạn ơi. Sai. Ném quả bút kìa. Úi dồi, đến đích luôn nè. Cái này mắc rồi bạn. Cái này mắc rồi, ném cái gì nữa nhở. Ờ, chúng ta sẽ đổi vật phẩm khác à. Ồ, 50.000 này. Ồ, 50.000 là cuốn sách. 70.000 đúng không? Ồ, trọng lượng à, cái này x bao nhiêu? x0.8 cái trọng lượng 1. Ờ, cái này nó sẽ tăng trọng lượng lên bạn ạ. À. Úi giời, biết ăn tiền không? Ok bạn này, bàn phím là 80.000. Rồi được rồi, trang bị cuốn sách vô. Đấy, chúng ta cái này là chúng ta phải nâng cấp lên. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì là nó sẽ ích tiền cho mình các bạn nhá. Đấy, tôi biết nguyên lý hoạt động rồi. Đấy, vẫn là chiến thắng các bạn ơi. Và lần này chúng ta sẽ được 160k tiền. Chúng ta lại nâng cấp vật phẩm lên, bàn phím máy tính này. Màn hình máy tính này. Ui, đi ném cái giường luôn nè. Ném cái giường luôn nè, áo tất đấy. Nào, ném đi. Úi dồi ôi, cái màn hình. Úi dồi ôi, cái này. Ui, không đến được đích, nhưng mà chúng ta đến gần đến đích. Ôi dồi, ok. Rồi,
Anh Đức sẽ trang bị thêm cái giường là sofa đi. À ok, cái giường đâu xem nào. Giường Minecraft à? Úi giời, mang giường Minecraft đi ném đây chẳng vỡ tan tành bành nhỉ. À xem nào được bao nhiêu nghìn ấy đây. Ok, 37.000 mét được 3 tiền đấy. À, như được có nhiều tiền không? Ủa đấy, được ít hẳn tiền luôn bạn. Được ít hẳn tiền luôn, tôi biết rồi. Như tôi biết rồi bạn ạ. À. Cái cách tốt nhất là chúng ta nên sử dụng cái bàn phím này. Đấy, phải lựa chọn làm sao cho nó phù hợp nhất có thể để chúng ta vừa có được tiền mà lại vừa gọi là úi giời tối ưu hóa đấy. Bàn phím này đây, một giá ít là nào, thấy không? Ủa 180.000 ngay, những cái đấy ngay. Rồi, nó sẽ nâng cấp lên bạn ơi. Rồi, ơi, rồi ngay. Đấy. Ngoài kim tự tác xanh ngay rồi, chúng ta lại trang bị thêm thú cưng vào đó các bạn ơi, đúng không? Bây giờ là mình sẽ gọi là đổi vật phẩm khác, chắc là đổi được cái đây xem nào, cái màn hình xem nó mắc chưa nhá. Tầm này chúng ta phải tính các bạn, phải dùng cái đầu, không thể nào mà chúng ta ném từ lưa hột sữa được đấy. Tầm này là hợp lý này. X2 lên là được bao nhiêu tiền này? Úi 200.000 ngay, không thể nào ném từ lưa hột dưa được. Đấy, ném từ lưa hột dưa là chúng ta thua ngay. Đấy, lại kim tự tháp xanh ạ. Cái game này nó không ưu ái để mình cả. Rồi, ok. 20 rồi, bây giờ là anh Nú có thể trang bị thêm cái giường này. Đó, bây giờ ném cái giường này mình nghĩ nó lại chuẩn bị rồi bạn. Có nên là ngứa chân ngứa tay thì có nên là 3 triệu, 8 triệu. Gấp đôi tiền. Nhưng mà cái này gấp 3 lần sức mạnh đấy. 3 triệu lên 3 là 9, gần gấp đôi, gần gấp 3. Hay là 1 triệu nữa nhỉ? À, như có 500 nữa. Ừ, thôi được rồi, mua 1 triệu đi. Anh Đúc nghĩ rằng là nó cũng chỉ thế thôi bạn. 1 triệu là anh Đúc phá đảo là cái này rồi. Đâu, thế nào? 1 triệu nha, thử xem con pet 1 triệu này. Đấy, anh Đúc sẽ mua pet 1 triệu luôn bạn ơi. Vòng kim cô à? Úi dồi, úi dồi. Thế được rồi, quả đấy to luôn đấy bạn. Ôi trời, có tiền nó phát người to bố đời luôn. Chết sớ rồi. Rồi rồi, ok bạn ơi, anh Nú sẽ dùng trang bị này cho. Ôi, anh Nú ném phát này. Ăn tiền luôn đi. Ăn tiền luôn đi. Ui, như thế trang bị luôn cái nhà vệ sinh các bạn ơi, trọng lượng 10. Ôi, nhưng mà x có 2.5, cái này x1.3. Ui, cái này trọng lượng 10 cũng được bạn ạ. Đây nha, anh Nú sẽ nhà vệ sinh ngay. Saki BD toilet ngay ném phát mắc luôn. Đấy, 1 triệu mấy sức mạnh là 1 triệu. Ui trời, mấy triệu tiền đấy. Ui, lên 5. Ui, 500.000 tiền. 500.000 tiền. Rồi, ok. Ra xem nhà vệ sinh là 10. 10 x2.5, cái này 1.5 2.5. Đây, mấy cái này nâng cấp hình này, nhà như các thứ này. Thế thì phải nâng cấp các bạn ơi, phải nâng cấp. Ui, 1.5. 1.5. Ui, kệ sách, tivi, tủ lạnh à. Ok. Cái này game này không chỉ đập phá bạn, game này phải cần có thời gian các bạn, không phải đập phá bước Robux đâu, cần có thời gian. Đây này, mua anh Núp, mua VIP, mua VIP rồi. Sở trang cũng đã rất là châu bò rồi, nhưng mà bây giờ phải cần có thời gian để chúng ta cày cuốc thật sự luôn. À, bây giờ là chúng ta xem nào. 50 triệu tiền để chúng ta mới là nâng cấp được. À, như tiến hóa pet. Ok, thôi được rồi. Là đấy, nhanh lên, có thể ném nhanh được không? Có cái nào ném nhanh được không? À, ném nhanh lên. Ôi giời ơi. Ôi rồi, ôi anh Nút đã xếp top 1 đấy các bạn thấy không? 500.000 luôn đi. Rồi, được rồi nhá, bây giờ là 2 triệu đúng không? Anh Nút sẽ nâng cấp lên. Bạn ơi, vật phẩm. Nào, mở thùng chứa này. 1.7 ok, nào, trang bị vô bạn này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ ném. Úi trời, to quá, người lù ca lù khủ. Ném tủ đấy, cái này. À không, cái này là gọi là hộp thùng của container bạn ơi. Thùng của container. Đấy, thùng của container đâm ra là úi trời, 300.000 ngay bạn ơi, ném tiếp. À, bây giờ chúng ta cần cái tiếp theo cần 1.7 cơ. Ui ô tô này. Ui ở dưới này còn cái gì nữa này nè, như ui rồi lâu lắm. Cái này còn ném cả cái gì đây? À, như nhiễm phóng xạ. Ui ơi, ném cốc nước cái này, à, như vật chất bóng tối gì đây. Ui rồi nhiều cái lắm. Ui cái này x4 mà chỉ có ấy thôi bạn. X4 mà trọng lượng 1, cái này x mấy đây? 1.7. Suy nghĩ thế nhỉ? X4 ở đây chúng ta sắp mở khóa được rồi. Ừ. Thôi được rồi, mình nghĩ là mình nên ném cái này cho nó vui bạn ơi. Và cái kia nó không giải quyết vấn đề gì. Bây giờ không có cách nào khác ngoài việc chúng ta phải chăm chỉ cày cuốc. Thật sự luôn. À, chăm chỉ cày cuốc, có làm thì mới có ăn. Không làm mà nói có ăn thì chỉ có tắt game đi ngủ. Ok, tắt game đi ngủ các bạn ạ. Rồi, này nó xem nào. Đấy, úi giời ơi. Tiếp tục nâng cấp lên kệ sách. Ui, xe hơi 1.9 các bạn ạ. Nào, kệ sách. Tính ra kệ sách là x19 à. Ui, không ăn thua lắm nhỉ. Thôi được rồi, ném này.
Ai, úi dồi, quả kệ. Quả này quả kệ này, như kệ sách cái gì quả này. Kệ khô à, ok, nhầm. Đấy, xe hơi về, tôi ném cái xe hơi đi thôi. Tí ném nhà mà là tí, tôi ném cái nhà đi, tôi đẳng cấp luôn đi. Rồi, cho anh Núp nghĩ lại rồi. Anh Núp đầy mua cho bạn cái bút chì vàng nhá. Đấy, có 299 đô bắc rồi. Đấy, bởi vì là nó rẻ, bạn ấy nó rẻ. À, mua bút chì vàng đấy, X4 rồi. Đấy, mà nó lại nhẹ, bạn rất là nhẹ luôn. Đó, bút chì vàng này nó vừa nhẹ nhá. Úi dồi, bạn thấy không? Trời ơi, nó vừa nhẹ, bay nhanh mà lại còn X4 tiền. Ý rồi ơi, nhưng mà X4 là X8 tiền, phải 800.000 tiền. Ôi, bạn thấy không? Sợ. Nhưng mà bắt buộc mình phải nâng cấp lần lượt từng cái một, thế mới cay các bạn, thế mới cay. Muốn chúng ta có nhiều tiền thì chúng ta phải nâng cấp từng cái một. Bây giờ không thể nào cách nào khác các bạn. Đấy. Cay không bạn, cay. Mất bao giờ bạn ơi, ui. Có cái nào cách nào mở khóa nó ấy không bạn ơi, cây cọ này. Ui, phải sang bên kia nhá. Mắc ở đây là sao mộc các bạn ơi, sao thỏa nó sao mộc vậy. Rồi được rồi, cứ ném đi tầm này. Thứ nhất đấy, xem có vật phẩm ném nhanh không các bạn nhé. Về sức mạnh của năm mắc rồi, x tiền may mắn super lucky thú cưng thêm mở 3 trứng mở 6 trứng hết rồi bạn ạ. Không có cách nào khác rồi bây giờ. Nó bá chủ là tự động ném này nhỉ? Tự động ném đi. Để một xíu ạ. Tính ra ném nãy giờ 20 phút đồng hồ à, nếu ném không là giải quyết vấn đề gì. Đấy, từ từ nha. Sao nâng cấp được cái gì không bạn ơi? Ui, về 15 triệu rồi. Anh Nút sẽ làm cái gì đây ta? Nâng cấp lên hạt nhân này à, như UFO này à, kim tự tháp 10 triệu. Không được các bạn. Từ nha, mình xem mà có tính giải pháp đập phá Robux gì được cái gì khác không bạn ơi? Từ từ. Xí khoan, để xem nào. Ui, ở đây có bắn này. 50 triệu à chúng ta. Ui, 1 triệu tiền xu. Ơ, sao lại 1 triệu nhỉ? Đây ghi 50 triệu mà lại 1 triệu là như thế nào nhỉ? Như thôi được rồi. Thử mua em nha, phải 1 triệu không bạn ơi. Đấy, 50 triệu bạn ơi. Đấy, bây giờ cần một tái sinh để qua bên kia. Anh cũng sẽ tái sinh luôn. Tái sinh luôn. Đấy, thế là anh núp qua được bên này đúng không? Sợi qua bên này chắc chắn là kiếm được nhiều tiền hơn. Đó, trời ơi. Chưa ai qua được bên này luôn. Sợ tới cái game không thể tin được các bạn ơi. Nào. Ui, ok bạn. Từ từ nha, khi game không hay qua bên này, sợ quá. Rồi, đấy, bên này là UFO vẫn 3.4 à. Ok bạn ơi, rồi, đấy, thôi được rồi, anh Nút sẽ ném UFO này, trọng lực có 17. Ui, cái này trọng lực 1 bạn ơi. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, qua bên này thôi mà nó chật vật như thế đấy các bạn ạ. Rất là khó luôn, nếu không có tiền là rất là khó để vào vấn đề. Nào, bây giờ chúng ta sẽ xử lý nào, ok, ném này. Xem nào, với cái 1 triệu sức mạnh thì chúng ta có, ui, mắc đồng ta. Có đến đích không? Ủa, đến đích được các bạn ơi, đến đích được. Úi xôi khuấy. Ý, làm phát 1 triệu tiền bên này luôn nè. Úi dồi ôi, được luôn nè. 1 triệu tiền luôn bạn ơi. Đấy, bên này nhiều nhanh hơn gấp đôi này. Thế nhưng vẫn thế bạn, ui, mua 1 tỷ tiền chúng ta cần bao nhiêu đấy? Ủa kè, 1 tỷ tiền cần 199 à? Không giải quyết vấn đề gì các bạn ơi, 1 tỷ tiền. À, như 1 tỷ tiền không giải quyết vấn đề gì. Đó, xem nào. Tính ra là 10 triệu tiền chúng ta mới nâng cấp ở bên này. Ui, thử nha, mình thử mang gọi là tên lửa đi, hạt nhân, đầu đạn hạt nhân thử ném ở đây xem nó có đi được không bạn này. Ui, không bạn ném đây. Tính ra qua bên này tiền cũng không tăng được nhiều bạn ơi, chỉ gấp đôi thôi. Ui giời ơi, đấy, ném được có lên đây các bạn ơi, ném được có lên đây à. Ui giời ơi, không ăn thua lắm bạn ơi. UFO là UFO trọng lực nó còn hơn nữa bạn ơi. Ui. À, cái game này đúng dành cho mấy bạn kẻ quốc, không phải dành cho anh Núp. À, như game này đập phá Robux nó cũng không giải quyết vấn đề gì. Tôi đã biết rồi. À, như, ok. À, được rồi. À, mình sẽ đặt kim tự tháp là 10 triệu cả. À, rồi anh Núp sẽ cố gắng nâng cấp nốt cái kim tự tháp của bạn nhé. Nâng cấp phải ném nốt, tưởng qua bên này phải gấp 10 tiền. Ai gì à, không giải quyết vấn đề gì luôn. À, như không giải quyết vấn đề luôn. À, nốt thêm lần nữa đây, 1 triệu 8 rồi. Nốt thêm lần này nữa là chúng ta cũng rủ các bạn này. Cái này nó không có tính năng ném nhanh các bạn ơi, cái này ném chậm lắm, xa các bạn ơi, cả 100.000 mét mà. À, bây giờ chúng ta 100.000 mét hay 100.000 cây số không biết. Đây, bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp lên kim tự tháp. Đấy, kim tự tháp này không biết là ném được bao nhiêu. Đấy, như, ui giời ơi, hình tam giác đây, kim tự tháp này nhìn nó xây bằng gạch. 24.000 các bạn ạ, được bao nhiêu tiền đây? 400 bạn ạ, đúng rồi. À, game này cày cuốc thôi, dành cho các bạn này. Của các bạn tất. Ui, Núp cũng phải 2 triệu sức mạnh các bạn ơi, nhưng không thấm vào đầu bạn ạ. À. Rồi,
Ok, thì có lẽ rằng là cái clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Đấy, bạn nào muốn tham gia game này, muốn trải nghiệm cày cuốc sức mạnh thì vào đây nhá. Đấy, thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh của mình nha. Đấy, đừng quên rằng là comment những cái thử thách muốn mình chơi game nào, cứ comment ở phía dưới để mình chiến đấu. Đấy, đập phá nó bốc. Đấy, còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.